Ok, và hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình và mình là Đô đây. Ok, và clip gọi là rất là nhiều người yêu cầu mình thì bây giờ đã có rồi đây anh em ạ, đó chính là Show KD4C. Và mình thề với anh em rằng là Aquibus con này rất là ngon, mà nếu như những anh em nào mà coi cái clip update, review update trước của mình ấy, thì anh em có thể thấy là admin có ghi ở trong Discord của admin rằng là con này có thể nói là ngon, gọi là ngang với KCR đấy, thua mỗi KCR thôi nên mà thì có thể nói là nó đứng nhì game đấy. Cái này là theo ý kiến của admin, còn mình thì chúng ta phải gọi là trải nghiệm thử, chúng ta phải test skill thử rồi chúng ta mới đưa ra đánh giá được đúng không anh em. Ok, và hiện tại thì mình đã bự ạc của bạn Nhật Khánh, và thực sự thì mình thề với anh em là không biết anh em cày như thế nào, chứ riêng mình thì mình thấy là cái sự kiện lần này cày nó hơi chua chuốt. Không nhận những anh em nào mà không có cái event, không có cái gọi là cái sự cái server VIP ấy thì anh em cài nó sẽ hơi chua, nhưng mà mình thì mình đã có server VIP và mình cài nó đỡ chua hơn một xíu, nên mà mình thề với anh em cài ỉa quần luôn. Mà không biết là có bao nhiêu anh em đã đủ rồi thì nhớ comment bên dưới nha, có bao nhiêu anh em đã sở hữu được Divorcy rồi comment hết bên dưới anh em nha. Ui các ông đúng là thánh cài đấy. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chuyên mục review Divorcy là showcase nào. Ok, và trước khi vào clip thì mình cũng nói luôn, mình là một người chưa xem hết phim về Jojo Block, ai Jojo đấy, mình không có xem hết gọi là tất cả các phần của Jojo, mình chỉ mới gọi là bắt đầu xem thôi, nên đâm ra sẽ có những thứ mà mình không biết ở trong phim, và những thứ mình bình luận trong clip này chỉ là một cái lời bình luận từ một cái thằng gọi là chỉ chơi game thôi đấy, không biết xem phim là gì cả. Bởi vậy những anh em nào mà gọi là thấy khó chịu về những cái lời bình luận mà gọi là nó không có liên quan đến phim các thứ thì anh em có thể tua qua cái đoạn bình luận đấy của mình đấy. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu vào nè. Đầu tiên thì chúng ta xét về ngoại hình thì D4C nhìn rất là giống một con thỏ, mà kiểu như là lai tạp vậy anh em. Vậy có anh em là nhìn giống mình không, nhìn rất là giống một con thỏ kiểu lai tạp, anh em kiểu như kiểu dùng hóa chất vào, ui nhìn nó kiểu kiểu gì. Và có thể thấy là admin dùng admin thiết kế một đồ nó hơi bị lệch lệch một tí, không biết là anh em có nhà như mình không. Ở đây thì dấu x này nó bị lệch qua xíu, rồi dấu x bên này cũng bị lệch qua xíu, không biết là trong phim nó như thế nào, nhưng mà mình thấy là đây dấu x này nó bị lệch qua xíu anh em thấy không đấy. Ok, về ngoại hình thì mình thấy đây là một cái con mà nhìn có vẻ khá là nữ tính, và mình nghĩ là sẽ có một số anh em gọi là cần ấy, anh em nào thích cái kiểu sự nữ tính thì có lẽ là con này sẽ phù hợp với anh em. Ok, và về chiêu thì chúng ta sẽ có tất cả ở con này, đó chính là 5 chiêu anh em ấy. Chúng ta sẽ có 5 chiêu, và chiêu đầu tiên sẽ là ba ra thì đọc cái tay thôi, quá là quen thuộc rồi, chắc chắn là cái kiểu mà đóng đóng liên hoàn tới anh em ạ, nghe cái tên thôi là đã biết rồi. Chiêu tiếp theo chúng ta sẽ có là Dimension Hop. Một cái chiêu mà gọi là cái từ tiếng Anh nghe rất là ngầu anh em ạ, mình thật sự mình không dịch được, và những anh em nào dịch được thì nhớ comment bên dưới giúp mình anh em nha. Ok, và tiếp theo chúng ta sẽ có chiêu R là Love Train. Nghe như kiểu là chuyến tàu tình yêu, úi xô ơi chuyến tàu tình yêu cái đấy. Chắc là gọi là đi tàu cùng với người khác hay sao không biết nữa anh em ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với chiêu F là Volcano Dimension, là một cái chiêu gì đó liên quan đến núi lửa, và chiêu cuối cùng là Doppelganger. Ok, và vậy là chúng ta đã có tất cả là 5 chiêu. Chúng ta có tất cả là 5 chiêu anh em nhé. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng xem thử là chiêu Q nó như thế nào anh em nhé. Rồi ok, ở đây thì mình đã có nhờ bạn Chí Thanh Gaming và phụ mình gọi là tấy cái con này anh em ạ. Vì thật sự theo mình đánh giá, theo như gọi là nhiều thông tin từ những nhiều nguồn khác nhau thì rất là nhiều anh em bảo được rằng là con này có một cái sức phòng thủ rất là đáng nể anh em ạ, sức phòng thủ rất là trâu bò. Và ok, mình không biết rằng con này phòng thủ đến mức nào thì chúng ta sẽ cùng xem thử anh em nhé. Đầu tiên sẽ là chiêu Q nè. Wow, những cái đấm liên hoàn từ gọi là cái con này có thể thấy là nó gây cỡ tầm 500 đam một lần anh em ơi. Và nếu như mà với stat của bạn Nhật Khánh thì anh em có thể thấy là nó gây một lượng đam cũng khá là to anh em ơi. Và mình sẽ đi kiếm một cái con nào đấy nó máu trâu trâu tí. Ok, mình sẽ bên này đi, mình sẽ đi kiếm cái con những con quái trâu trâu tí để có thể test chính xác đam hơn. Ok thôi, mình quay đi, đi xa mất công lại anh em lại coi không vui. Ok, và anh em có thể thấy là 558 đam, và chúng ta sẽ cùng cầm con gọi là King Crimson Regoium để có thể anh em thấy được là cái đam của hai con này nó khác gì nhau anh em nhé. Mà thôi chắc mình cũng không phải cần đâu, vì con King Crimson nó không có chiêu này anh em ạ. Nếu mà so sánh giữa hai chiêu khác nhau thì nó không hay. Ok, và tiếp theo chúng ta sẽ có là Dimension Hop. Chiêu A của chúng ta sẽ là Dimension Hop, và chúng ta sẽ cùng xem nó như thế nào anh em nhé. Wow, nó kiểu Haki ở trong One Piece vậy anh em ạ. Thế
Wow, ok. Theo như bạn Chí Thanh Gaming bảo là bạn đây không thấy mình nên em ạ, vậy có nghĩa là chiêu này là một chiêu tàng hình anh em nhé, một chiêu tàng hình mà có thể nói là tàng hình rất là lâu và mình không biết là nó có vĩnh cửu hay không. Đây, ok, mình sẽ di chuyển một chút đi, mình sẽ di chuyển một chút và mình sẽ chạy qua bên bãi quái luôn. Đấy, anh em thấy không, bạn Chí Thanh Gaming không biết mình ở đâu cả anh em ạ. Ok, khá là ngon đúng không nào? Rồi, và mình sẽ gọi là chạy qua bên bãi quái và thậm chí là mình có thể là mình vào cả boss luôn đi, để mình xem thử rằng là liệu thì cho gọi là những cái quái này nó có thấy được anh em hay không nhá. Và anh em có thể thấy là bạn Chí Thanh Gaming bảo là dùng KCR cũng không thấy luôn, là anh em biết là cái chiêu này nó bá đến chừng nào rồi anh em ạ. Ok, hello. Ok, thì anh em có thể thấy là boss Kira mặc dù là biết mình ở đây nhưng mà không thể đánh được anh em ạ, không thể đánh được anh em lưới nhá, không thể đánh được luôn. Và có thể nói là cái chiêu mà chiêu E Dimension Hop này là một cái chiêu mà theo được nhiều nguồn thông tin từ những anh em nào mà coi phim ấy, thì anh em bảo với mình rằng là cái chiêu này giống như kiểu là anh em sẽ teleport của một thế giới khác vậy, và những người như mọi người sẽ không đánh được anh em kiểu kiểu vậy, anh em bắt tử đấy đấy, và anh em bắt tử trong mấy giây gọi là vĩnh viễn luôn, ở trong game thì nó vĩnh viễn luôn anh em ạ. Và anh em có một cái bất lợi đó chính là anh em không thể đánh được người khác được. Đây, như anh em thấy là mình không thể dùng những chiêu khác được đấy, R này, S này, C này, thậm chí mình dùng cả Anubis cũng không được anh em ơi. Wow, thì hôm qua, vào ngày hôm qua thì sẽ có một số bạn là bảo khi anh em khi anh dùng cái chiêu E của con Defoxy ấy, thì anh em vẫn dùng được cái chiêu chiêu của Anubis, nhưng mà bây giờ thì có lẽ là admin đã fix lại rồi. Đấy, anh em có thể thấy là Kira nó không thể đánh được mình anh em ạ. Mặc dù nó biết mình ở đâu nhưng mà nó không thể đánh được mình. Và sau khi anh em kích hoạt là chiêu E thì anh em đấy, lúc này nó mới được đánh được mình anh em này. Anh em thấy không? Đấy. Ok, way nào, 558 đam. Thì theo như mình đánh giá là con này có vẻ là đam không to anh em nhỉ? Anh em có thể thấy là đam nó không to anh em ơi. Đam không hề to một chút nào cả. Đam không hề to, và theo như mình đánh giá là có vẻ là do cái chiêu Q của nó đam hơi yếu, và mình nghĩ là con này nó thiên về phòng thủ hơn. Con này nó thiên về phòng thủ nhiều hơn anh em ạ. Ok, rồi, và chúng ta sẽ tiếp tục với chiêu tiếp theo, đó chính là lớp train. Rồi, ok, và với một cái chiêu A có thể nói là chiêu dùng để chạy trốn, và chiêu này mình thề với anh em ấy, chơi trốn tìm thì đúng bài luôn. Và ở cuối clip mình sẽ gọi là show cái góc nhìn cho anh em xem, để anh em biết được cái D4C nó như thế nào anh em nhé, trong mắt của những người chơi khác. Và ok, tiếp theo chúng ta đến với chiêu chiêu R. Rồi, wow. Rồi, ok, anh em có thể thấy là KCR không thể đánh được mình. Wow, mình vẫn dính được cái chiêu gọi là chiêu gì, mình quay mắt cái tay. Anh em có thể thấy là mặc dù mình đã dùng lớp train là một cái chiêu như kiểu là bất tử vậy, với những cái đánh thường, đòn đánh thường thì anh em sẽ không bị gì cả, nhưng mà hình như là nó vẫn không miễn nhiễm được. Ok, và mình sẽ test lại nào, lại chiêu hồi nãy. Ok rồi, đấy anh em thấy không, không dùng được anh em ơi. Wow, vẫn được này. Wow, vậy có nghĩa là cái chiêu mà nhìn sâu vào đôi mắt nàng của KCR, mình thật sự mình không nhớ tên, thì cái chiêu này nó vẫn ảnh hưởng lên được D4C, mặc dù D4C đã dùng chiêu R rồi. Và chiêu này là như kiểu gọi là nó bất tử vậy anh em ạ. Và nó với cái chiêu của con KCR nó làm phá hủy đi cái chiêu của D4C, và anh em có thấy là màn hình của mình bị đang thui rồi, bị lag rồi. Ok, reset phát nào. Ok, khá là ngon đúng không anh em? Rồi, với cái chiêu R này thì anh em có thể thấy là quái nó không đánh được mình anh em nhé. Sẽ có một số skill nó đánh được anh em ạ. Một số skill đánh được. Rồi, R này. Đấy, anh em thấy con quái không thể nào đánh được mình cả. Đấy, quái không thể đánh được mình. Rồi. Ok, và mình sẽ reset, không biết là có bị có lại skill không. Ok, và mình đang có chiêu nên đâm ra không reset. À, đang ở trong safe zone. Khổ lắm cơ. Và mình đang muốn test thử là những chiêu khác của KCR liệu có tác động lên cái chiêu lớp train này hay không. Thật sự đây chúng ta sẽ gọi là tìm hiểu kỹ về con này. Ok, em dùng chiêu Q. Ok, anh em có thể thấy không tác động lên em nhá. Vậy là có mỗi cái chiêu gọi là nhìn sâu vào đôi mắt nàng của KCR mới tác động lên được con này thôi. Vậy là ok, chúng ta đã có gọi là một kết quả khá là rõ rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với Volcano Dimension. Ok,
Volcano Dimension, một cái chiêu mà nghe cái tên là nó liên quan tới núi lửa rồi, và mình không biết là liệu nó có mọc một cái ngọn núi lửa nào đấy ra hay không. Và chúng ta tí nữa ở cuối clip mình sẽ đổi hoán đổi vai trò lại, và mình sẽ cho anh em xem được những cái góc nhìn của những người chơi khác khi mà bị dính chiêu của D4C. Rồi ok, chúng ta sẽ đến nào, ép nào. Wow, mình đã dùng ép rồi. Và bạn Chí Thanh Gaming tay level 1 đi đâu rồi anh em ạ? À? Mình không thấy bạn Chí Thanh Gaming luôn. Thế chết rồi kìa, lỗi à. Wow, vậy là chết luôn em ơi. Một cái chiêu mà thật sự là mình không biết là bạn ấy đã đi đâu, và tí thì chúng ta ở cuối clip chúng ta mới test được anh em ạ. Và bây giờ thì mình vẫn không biết được là nó làm gì bạn Chí Thanh anh em ơi, và chúng ta sẽ chờ ở cuối clip anh em nha. Ok, ép lại nào. Rồi tay bột đi luôn. Hello hello. Rồi bạn Chí Thanh đã lật trâu về, bạn Chí Thanh chết luôn anh em ạ, hồi sinh lại anh em này, anh em thấy không, quả là gắt luôn đúng không. Ok, một cái chiêu cũng khá là ngon cơm. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với chiêu là Dropper Gunger. À, nói thêm về chiêu ép thì cái chiêu Volcano này nó không tác động lên quái, nên mà không phải là không tác động mà là nó gây đam ít lên quái, đại khái nó không có tay level 1. Đối với người chơi thì nó sẽ tay level 1, người chơi qua một cái khu nào đấy mình không rõ, nhưng mà đối với những cái quái thì nó sẽ không tay level 1 anh em nhé. Ok, và đến với chiêu Dropper Gunger thì chúng ta sẽ có gì nào. Hễ ui cái gì đây, cái gì đây. Wow, và mình thật sự là không biết là những con quái, những cái con phân thân của mình này liệu liệu nó có gọi là bị mắc máu hay không, hay là em thử đánh phân thân của anh, tấn công phân thân. Ok, mình sẽ bảo thử là bạn Chí Thanh Gaming tấn công phân thân của mình thử anh em nhé. Ok, không thể tấn công được phân thân anh em ơi. Này anh em có thể thấy không tấn công được phân thân, bạn Chí Thanh Gaming là không tấn công được anh em này. Đấy, và có thể thấy là đây là một cái combo chiêu mà thiệt anh em, nó phân thân ra làm bốn, và thậm chí là nó bắn những kẻ xung quanh ở trong phạm vi của nó anh em ạ. Và trong một khoảng thời gian thì nó sẽ biến mất. Wow, có thể thấy là đây là một cái skill khá là ngon về tấn công. Thì tổng quan về tất cả bộ skill của nó thì mình đánh giá là con này nó thiên về phòng thủ khá là nhiều, mình nghĩ là vậy. Đối với một chiêu Q nó không gây đam nhiều là cái thứ nhất. Chiêu thứ hai thì chúng ta sẽ có là một cái chiêu dùng để chạy trốn và dùng để tránh đòn gọi là bất tử trong vài giây ấy. Thì anh em có thể thấy là đối với khi mà anh em solo với KCR, nếu anh em dùng chiêu này kịp thì gọi là KCR tủi lìn luôn. Ok, và tiếp theo chúng ta sẽ đến với chiêu R là lớp train, thì một cái chiêu bất tử nhưng mà mặc dù là nó không có tác động lên được với lại con KCR. KCR nó vẫn dùng cái chiêu gọi là nhìn sâu vào đôi mắt gì gì đấy mình không nhớ rõ tên, thì những anh em là nhớ thì comment bên dưới nhé. Và chiêu F và chiêu C là một trong hai chiêu mà mình nghĩ là cũng có tấn công đấy, nhưng mà mỗi chiêu F là đam to thôi. Ok, em dùng chiêu cuối. Ok, đối với chiêu E thì anh em có thể thấy là mặc dù là anh em đã tàng hình rồi thì anh em có thể thấy là mình vẫn bị nhìn sâu vào đôi mắt này, nhưng mà có một cái một điều kỳ diệu xảy ra, đó là anh em không bị gãy đam đấy. Ok, có nói là chiêu A là một chiêu bất tử luôn, mà nó thật như thế luôn đấy, nó thẳng cho thế cho nó vuông đấy, chiêu bất tử. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gọi là đổi góc nhìn nào để anh em có những cái trải nghiệm gọi là rõ ràng hơn về cái con D4C này anh em nhé. Ok, và mình đã trở lại rồi đây anh em ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem thử là D4C với góc nhìn của những người chơi khác thì nó sẽ như thế nào anh em nhé. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng xem thử bạn Nhật Khánh dùng chiêu E, đi. Ok, wow, anh em có thấy là tàng hình luôn. Amazing. Và chúng ta sẽ dùng King Fist hoặc là Deadshot đi. Ok, mình vẫn thấy cây kiếm. Deadshot không thấy. À đây, Deadshot thấy anh em ơi. Deadshot thấy anh em nha. Wow. Rồi, mặc dù là thấy thì có thấy đấy, nhưng mà không thể gây đam được anh em ạ, không thể gây đam được. Ok, và mình sẽ dùng chiêu Q nào để tìm bạn Nhật Khánh nào. Ok, có lẽ là hình như bạn Nhật Khánh đứng ở trước này đấy, đúng rồi. Vậy là có thể đối với gọi là KCR anh em vẫn có thể tìm được cái người chơi mà tàng hình với cái chiêu Q và chiêu R, nhưng mà anh em không thể tấn công người chơi đấy được. Ok rồi, chúng ta sẽ đến với chiêu tiếp theo, đó chính là lớp train. Và chúng ta sẽ hồi nãy là bạn Nhật Khánh dùng cái chiêu reality erase đấy, reality erase. Rồi em dùng lớp train đi.
Rồi bạn Nhật Khánh lại dùng lớp train và mình sẽ dùng cái chiêu này. Rồi và bạn Nhật Khánh liệu có gây đam hay không? Liệu có bị gây đam hay không? Ok, không gây đam bên em ơi. Wow, gọi là quá là bá luôn đúng không nào? Một cái chiêu không gây đam luôn, và anh em có thể thấy là nó khá là ngon. Và ok, bây giờ cái phần quan trọng nhất, cái phần mà rất là mình nghĩ là rất là nhiều anh em mong chờ, đó chính là volcano. Ok, dùng volcano đi. Ok, và chúng ta sẽ cùng xem nào, nó sẽ tay lên bọc chúng ta đi đâu đây. Cái gì đây? Wow, amazing, nani, wow, căng đét anh em ơi, dữ dội. Ok, và có thể thấy là với cái chiêu Volcano Dimension gì đấy của con DeForce thì anh em có thể thấy là nó teleport những người chơi trong phạm vi của nó qua một cái ngọn núi lửa, và mình thề với anh em nhé, hiện tại mình sẽ nâng full máu cho anh em xem luôn, và chúng ta sẽ cùng xem cái đam mà nó gây ra nó dã man như thế nào anh em nhé. Ok, mình nâng đang có 2397, mình nâng full máu luôn, và để xem thử nào, hiện tại máu của mình 24.000, và ok mình sẽ hồi đầy cây luôn. Lấy nào, lấy máu đi mấy em ơi. Ok, ra lại. Ok, và chúng ta sẽ cùng đợi cho nó hồi đầy cây nào. Rồi và ok, hiện tại máu của mình đã là 24.000, thì anh em liệu anh em nghĩ mình có sống sót qua được cái ngọn núi lửa đây không anh em nhá. Ok, và chúng ta sẽ cùng xem nào. Dùng lại volcano. Dùng volcano đi em. Ok rồi, đã có volcano rồi. Và ok, ui, không thể ai, không thể nào sống sót được một cái lượng đam quá là dữ dội. Ui, có thể thấy thì nãy giờ ở trong D4C anh em có thể thấy là tất cả những chiêu nó khá là nhiều chiêu thiên phòng thủ, và những chiêu tấn công nó gây đam không nhiều anh em, mà mình đánh giá như thế nó gây đam không nhiều. Nhưng đối với chiêu volcano thì thôi, mình thề với anh em nó mạnh thật sự, nó như kiểu là ai dính chiêu ôi tôi chết. Vậy liệu KCR có trốn được không anh em nhé. Và ok, chúng ta sẽ cùng lại nào, chúng ta sẽ cùng test lại. Như anh em có thể biết thì KCR nó có một cái chiêu đó là chiêu S. Đấy, chiêu F là dùng là chiêu bất tử. Ok, dùng volcano. Rồi, mình đã bật chiêu F lên rồi. Rồi, và mình có dính chiêu hay không? Không dính chiêu. Ok, anh em thấy không? Vậy có nghĩa là gì? Chiêu F của KCR vẫn có thể kháng lại được cái chiêu volcano anh em ơi. Vậy thì anh em khỏi lo rồi. Những anh em nào mà dùng KCR thì anh em vẫn có kèo hơn được đấy anh em ạ. Vẫn có cơ hội ăn được cái con gọi là con cái chiêu volcano đấy. Vậy một câu hỏi lại đặt ra, đó chính là nếu như mình bị teleport vào ở trong volcano, mình dùng chiêu F thì liệu mình có sống hay không? Ok, dùng volcano, chúng ta sẽ cùng test thử lại anh em nhé. Rồi và mình sẽ cùng xem thử là nếu mà mình teleport vào ở trong volcano thì liền mình dùng chiêu F liền luôn, thì mình liệu có còn sống sót ở trong cái đấy không? Rồi mình đã dùng chiêu F và không thể sống sót được anh em ơi, không thể sống sót được khi anh em đã rơi vào dung nham. Wow, amazing. Thôi vậy thì quan trọng ở đây ấy, ai dùng chiêu trước là người đó thắng, đơn giản thế thôi. Ai dùng chiêu trước người đấy thắng đấy. Mặc dù mình đã bị teleport vào trong ngọn núi lửa và mình dùng chiêu ép để kháng lại rồi nhưng mình vẫn chết, thì anh em có thể thấy là ok, cũng khá là ngon. Thì khá là căng kèo giữa KCR và D4C, một trong hai con stem mà có thể nói là mạnh nhất hiện tại rồi. Đấy, thì mình đánh giá là con D4C nó thiên về phòng thủ và nó chỉ có một cái chiêu tấn công mạnh mẽ nhất, đó chính là cái chiêu Volcano. Và mình không biết được rằng là cái chiêu cuối dùng chiêu cuối. Ok rồi, để xem nó bắn mình được không nào. Wow, bắn không gây đam nhiều anh em ạ, không gây đam nhiều. Ok, mình bật ép lên, coi như là chịu luôn. Vậy là theo mình đánh giá là nó không gây đam nhiều anh em ơi. Chiêu chiêu cuối nó vẫn không gây đam nhiều bằng cái volcano, mình vẫn đánh giá cao volcano hơn. Volcano vẫn ngon hơn anh em ạ. Và ok, có lẽ mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Video cũng khá là dài rồi và có thể thấy là con D4C là một trong những cái con mà theo như mình đánh giá là có một cái lượng đam cũng khá là mạnh. Và đối với một cái wow, bị ta bọt thấy kìa. Và đối với một cái con KCR thì mình đánh giá là nó cũng, nếu mà con KCR này 10 điểm thì con D4C cũng chắc phải 9 điểm rưỡi hoặc là 9 điểm 8, 9 điểm 9 gì đấy. Đấy, kiểu kiểu vậy. Hai con này khá là căng kèo nhau. Và nếu như có một trận solo thì mình thật sự là mình sẽ
cho cái con gọi là con D4C này, gọi là một phiếu vote cho nó chiến thắng anh em ạ. Vì thật sự lý do vì sao mình vote thì mình nghĩ là sắp tới mình sẽ làm clip kỹ hơn cho anh em. Còn riêng mình thì mình thấy D4C có vẻ là hơn kèo con KCR một chút rồi đấy anh em ạ. Ok, và có lẽ là mình sẽ kết thúc video tại đây, và anh em đánh giá như thế nào về D4C? Riêng mình thì mình thấy là quá là ngon, không còn từ nào để diễn tả nữa, và những anh em là không sở hữu được con này trong event đợt này thì quá là đáng tiếc. Và ok, bye bye mọi người, và những anh em nào mà có ý kiến gì khác thì anh em có thể comment bên dưới và chúng ta sẽ cùng trao đổi và góp ý với nhau. Và ok, bye bye mọi người, và chúc mọi người một ngày vui vẻ. Bye bye, nhớ like và subscribe để đón chờ những thông tin mới nhất từ Jojo Blog nha.